Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, các cụ từ xưa đã có quan niệm trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đối với nhiều người mà nói, kết hôn quả thực là hành trình không thể thiếu trên đường đời. Hôn nhân đã trở thành một chủ đề thiết yếu giữa hai thế hệ trong mỗi lần giao tiếp. Từ năm 20 tuổi, chủ đề tình yêu và hôn nhân có thể luôn vây quanh bạn. Mỗi lần năm hết Tết đến, có lẽ những người độc thân luôn cảm thấy mệt mỏi với ba câu hỏi liên tiếp này. Có người yêu chưa? Sắp cưới chưa? Sắp có cháu bé chưa? Một số người mong muốn kết hôn sớm, bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, trong khi những người khác cảm thấy rằng họ vẫn còn trẻ và còn được muốn tận hưởng. Trên thực tế, hôn nhân cũng có giai đoạn thích hợp nhất và theo tử vi học, đối với mỗi con giáp, đều có những mốc thời gian thăng hoa nhất để có thể tiến tới hôn nhân, hạnh phúc, mỹ mãn. Vậy 12 con giáp nên kết hôn ở độ tuổi nào sẽ có được cuộc sống hạnh phúc và viên mãn cả đời? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Tý, kết hôn năm 25 tuổi. Hầu hết những cô nàng cầm tinh con chuột thường thích chuyện hôn nhân của mình cứ thuận theo tự nhiên và cứ từng bước tiến hành mà không phải suy nghĩ hoặc tính toán chi cho phức tạp. Với các nàng tuổi Tý, khi cảm thấy đã tới lúc không thể sống thiếu người ấy thì mới có thể tính đến chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, tử vi cho biết để hậu vận suôn sẻ, hanh thông thì các cô nàng tuổi Tý nên lập gia đình sớm. Vào độ tuổi 25 chính là thời điểm cực kỳ phù hợp. Kết hôn ở tuổi này, các cô nàng cầm tinh con chuột và chồng sẽ dễ gặp được nhiều may mắn trong con đường công danh, sự nghiệp của mình. Tuổi Tý nên kết hợp với Thìn, Sửu, Thân, Hợi để kết cục diễn ra đa phần tốt đẹp, tình yêu thương ngọt ngào và đầm ấm. Thứ hai, tuổi Sửu, 27 tuổi. Vốn trời sinh như cô nàng cầm tinh con trâu là người của gia đình. Sau khi yên bề gia thất, phụ nữ tuổi Sửu không chỉ là một người vợ chu toàn, đảm đang mà còn là một bà mẹ hết lòng vì con cái. Tuy là con giáp rất chăm lo phát triển sự nghiệp, nhưng nếu tìm thấy đối tượng phù hợp với mình thì các nàng tuổi Sửu cũng muốn nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn. Tử vi cho biết tuổi thích hợp nhất của các nàng tuổi Sửu tiến tới hôn nhân là 27, bởi đây cũng là thời điểm những cô nàng cầm tinh con trâu sẽ được đón nhận nhiều phúc lộc, cuộc sống gia đình sau hôn nhân dư giả, thậm chí còn rất sung túc. Người cầm tinh con trâu thường kết hợp với người tuổi Tỵ là hôn phối tương đồng, ý hợp, vừa đôi phải lứa, mỹ mãn tới đầu bạc răng long. Ngoài ra, họ còn có thể kết hợp với người sinh năm Dậu, năm Tý, năm Thân, năm Sửu đều có kết cục tốt đẹp, nhiều mỹ mãn. Tuổi Dần, 28 tuổi. Thông thường, con gái tuổi Dần rất coi trọng sự nghiệp, chính vì vậy mà con giáp này thường muốn xây dựng tương lai vững bền trước rồi mới tính đến chuyện yên bề gia thất. Hầu hết những cô nàng cầm tinh con cọp đều thường dồn sức trẻ để giúp phát triển bản thân, tự tìm chỗ đứng vững chắc nên không mấy chú ý đến việc lập gia đình. Tuy nhiên, tử vi cho biết 28 tuổi chính là lúc thích hợp để con gái tuổi Dần đi đến hôn nhân, bởi lúc này con đường công danh sự nghiệp đã khá vững chãi. Ngoài ra, tâm tính của các nàng tuổi Dần ở độ tuổi này cũng đã dần ổn định, chững chạc và chín chắn hơn trước. Lấy chồng ở tuổi này, phụ nữ tuổi Dần như rước thêm về cho mình một chỗ dựa vững chắc. Cả hai cùng bao bọc, xây dựng hôn nhân an nhàn và hạnh phúc. Tuổi Mão, 26 tuổi. Bẩm sinh là những cô nàng cầm tinh con mèo, thường là những người hay thích bay nhảy và tự do tự tại, không muốn bị ràng buộc. Thế nên phụ nữ tuổi Mão cũng không mấy mặn mà với chuyện hôn nhân khi còn quá trẻ. Với cô nàng tuổi Mão, chỉ khi cảm thấy bản thân mình đã thật sự sẵn sàng bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống hôn nhân gia đình, thì họ mới tính đến chuyện về chung một nhà với người ấy. Tử vi cho biết, với các nàng tuổi Mão thì độ tuổi 26 chính là lúc rất thích hợp
để tính đến chuyện trăm năm. Bởi lúc này, tuổi Mão có thể vừa tự đảm bảo được cuộc sống của chính mình, vừa giúp chồng gây dựng sự nghiệp lớn, cuộc sống hôn nhân sẽ vô cùng viên mãn. Người tuổi Mão thường kết hợp với tuổi Hợi, tuổi Mùi là hạnh phúc mỹ mãn nhất. Song tuổi Hợi lại có tính trăng hoa nên tuổi Mão phải điều hòa mâu thuẫn đó thì mới sống với nhau được hạnh phúc. Tuổi Thìn, 24 tuổi. Phụ nữ cầm tinh con rồng thường là người giỏi giang, thông minh, lại hay thích ngao du sơn thủy nên cũng thường có xu hướng không thích lập gia đình sớm. Với phụ nữ tuổi Thìn, khi đã bay nảy chán chê và muốn tìm nơi nương tựa thì mới có thể suy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, tử vi cho biết con gái tuổi Thìn nên kết hôn ở độ tuổi 24, bởi lấy chồng càng sớm thì may mắn càng nhiều. Thậm chí, lấy chồng ở độ tuổi này ngoài đem tới vận may về công danh, tài lộc cho mình, thì phụ nữ tuổi Thìn còn mang nhiều phúc khí đến cho cả chồng con. Tuổi Thìn phần lớn kết duyên với tuổi Thân, Tý, Dậu thường có hạnh phúc mỹ mãn. Đối với người tuổi Thân, người tuổi Thìn thường bị ma lực của tuổi Thân chinh phục. Kết cục hôn nhân của họ là vinh hoa, phú quý. Còn nếu kết hôn với tuổi Dậu và tuổi Tý thì cuộc sống cũng sẽ đơm hoa, kết trái. Tuổi Tỵ, 22 tuổi. Tử vi cho biết những cô nàng cầm tinh con rắn thường tiền vận sẽ vướng vào nhiều khó khăn, vất vả. Thế nên nếu lập gia đình sớm thì con giáp này sẽ giúp mình giảm bớt vất vả hơn. Khi có một người nâng khăn sửa túi bên cạnh, có một người là điểm tựa vững chắc cho mình thì cô nàng tuổi Tỵ sẽ càng thêm vững tin, phấn đấu và tiến về phía trước. Thế nên, với các nàng tuổi Tỵ thì 22 tuổi chính là độ tuổi phù hợp cho việc tính đến chuyện yên bề gia thất. Ngoài ra, tử vi cho biết, lấy chồng ở thời gian này còn giúp con gái tuổi Tỵ mở ra nhiều thay đổi rất tích cực trong con đường công danh, sự nghiệp của mình. Cả công việc lẫn tình cảm gia đình đều rất viên mãn. Tuổi Tỵ và nửa kia sẽ cùng dắt tay nhau vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Những tình duyên đẹp nhất đối với người tuổi Tỵ vẫn là các tuổi như tuổi Dậu và tuổi Sửu, là hạnh phúc khá mỹ mãn, trọn vẹn. Ngoài ra, đối với các tuổi Mão, Thìn, Ngọ, Tuất, nên kết hợp với nhân duyên tuổi Tỵ thì nhiều khi diễn ra thuận lợi, kết thúc có hậu, nhưng phải hợp ngũ hành sinh xuất mới là cặp nhân duyên tương hợp. Tuổi Ngọ, 28 tuổi. Thông thường, do thuộc tuyết người thích tự do, nên những phụ nữ cầm tinh con ngựa thường lập gia đình muộn. Khi con giáp này nhận thấy bạn bè mình đều đã yên bề gia thất, thì lúc ấy những cô nàng tuổi Ngọ mới có thể tỉnh ngộ và có ý định tiến xa hơn với nửa kia của mình. Tử vi dự báo, người phụ nữ tuổi Ngọ thì 28 chính là độ tuổi đẹp nhất để con giáp này bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Đây là thời điểm chín muồi để những cô gái tuổi Ngọ tìm đến một bến đỗ bình yên cho mình sau những ngày tung tăng, chạy nhảy khắp nơi. Hơn nữa, việc yên bề gia thất vào độ tuổi này cũng giúp phụ nữ tuổi Ngọ sẽ có được phúc lộc song toàn, hạnh phúc thăng hoa viên mãn. Tuổi Mùi, 24 tuổi, trời sinh những phụ nữ cầm tinh con dê vốn là những người sở hữu tính cách khá ấm áp và bao dung, là những người hay hướng về gia đình, nên phụ nữ tuổi Mùi thường có khuynh hướng chọn yên bề gia thất khi tuổi còn khá trẻ. Phụ nữ tuổi Mùi thường quan niệm rằng cứ kết hôn để ổn định đời sống gia đình rồi sau đó gây dựng sự nghiệp cũng chưa muộn. Thật vậy, tử vi cho biết với con gái tuổi Mùi thì 24 là tuổi nên lập gia đình, bởi kết hôn càng sớm thì tuổi Mùi càng làm chủ gia đình tốt hơn. Bên cạnh đó, phụ nữ cầm tinh con dê cũng thường là những người mang mệnh phú quý, sẽ gặp được người chồng vừa hiền đức lại vừa có danh, có tài. Nếu phụ nữ tuổi Mùi không sớm kết hôn và để qua lứa 24 này thì sẽ phải đợi một thời gian rất lâu sau đó mới tìm được ý chung nhân lý tưởng cho mình. Tuổi Thân, 29 tuổi. Vốn phụ nữ cầm tinh con khỉ thường là những người vừa lanh lợi thông minh lại vừa cao tay ẩn. Thế nên nếu kết hôn sớm thì hạnh phúc gia đình không mấy bền vững, thậm chí còn dễ xảy ra đổ vỡ, chia ly. Và tử vi cho biết độ tuổi 29 chính là thời điểm thuận lợi để các nàng tuổi Thân theo chồng về dinh. Lấy chồng ở tuổi này thì nền tảng kinh tế gia đình lẫn sự nghiệp của người phụ nữ tuổi Thân mới có thể ổn định, bền vững. Cuộc sống sau hôn nhân của con giáp này nhờ thế cũng luôn hạnh phúc và thăng hoa. Tuổi Dậu, 31 tuổi. Có thể nói trong 12 con giáp thì những cô nàng cầm tinh con gà là những người rất quan tâm đến sự nghiệp. Cũng vì lẽ đó mà phụ nữ tuổi Dậu thường có xu hướng kết hôn rất muộn, thậm chí phải sau tuổi 30. Khi sự nghiệp đã dần ổn định thì con giáp này
mới nghĩ đến chuyện yên bề gia thất với đối phương. Tử Vi cho biết, với các nàng tuổi Dậu thì tuổi 31 chính là lúc thích hợp để cùng nhau đi đến đoạn kết tình yêu của cuộc đời. Khi ấy, cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của các nàng tuổi Dậu đã cực kỳ ổn định. Thế nên, khi cả hai về chung một nhà thì phúc lộc song toàn, mọi mặt của cuộc sống đều hạnh phúc, viên mãn. Người tuổi Dậu nên kết duyên với người tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thìn thường là những cặp đôi hạnh phúc, mỹ mãn. Ngoài ra, nếu kết hôn với tuổi Tý, tuổi Hợi thì phần đông sẽ diễn ra có nhiều thuận lợi và suôn sẻ. Tuổi Tuất, 27 tuổi. Hầu hết những cô nàng cầm tinh con chó cũng là những người không muốn kết hôn sớm, đặc biệt là khi suy nghĩ của họ chưa chín chắn và sự nghiệp chưa ổn định. Thậm chí, phụ nữ tuổi Tuất còn thường suy nghĩ rằng nghĩ chưa an cư thì chưa thể về chung một nhà. Với con gái tuổi Tuất thì tử vi dự báo 27 tuổi chính là thời điểm rất phù hợp để các nàng giáp này có thể theo chồng bỏ cuộc chơi. Ngoài tâm tính ổn định, chín chắn thì kết hôn ở lứa tuổi này, phụ nữ tuổi Tuất cũng sẽ mang về cho gia đình mình nhiều đại cát, đại lợi, nhân duyên viên mãn. Tuổi Tuất kết duyên với người tuổi Dần, Ngọ, Hợi là những cặp hôn nhân hạnh phúc trời cho, tài vận, gia cảnh đều thịnh vượng. Ngoài ra, họ kết hôn với các tuổi Tý và Mão cũng đều hạnh phúc và bình an. Tuổi Hợi, 22 tuổi. Trời sinh những cô nàng tuổi Hợi vốn là những người sẽ có số ngậm thìa vàng từ nhỏ. Phụ nữ cầm tinh con heo cũng sẽ vượng vận đào hoa. Nhưng cũng vì có số đào hoa nên con gái tuổi Hợi thường phải suy nghĩ nhiều trong việc chọn đối tượng khác phái cho mình. Tử vi dự báo, phụ nữ tuổi Hợi càng lập gia đình sớm thì cuộc sống càng dễ sung sướng, dư dả. Thế nên, 22 tuổi cũng là thời gian thuận lợi nhất để các nàng cầm tinh con heo tính đến chuyện trăm năm. Tuy nhiên, các nàng tuổi Hợi cũng không vì vậy mà quá vội vàng trong chuyện hôn nhân đại sự. Để gia đình hạnh phúc thì nàng giáp này cần tìm hiểu kỹ đối phương trước khi quyết định về chung một nhà. Quý vị thân mến, chuyện kết hôn rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của cả một đời người. Chính vì thế, nếu như bạn đã tìm được một nửa cuộc đời mình và muốn tiến tới hôn nhân thì có thể tham khảo qua thông tin phía trên. Còn nếu chưa thì đừng quá vội vàng kết hôn với người khác, vì hôn nhân là cả một vấn đề lớn cần phải cân nhắc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.